Thằng shop nó đang cầm thì đốt, cái tôi chuyển qua kỳ sức, cái tôi chuyển kỳ sức, cái nó chuyển kỳ sức luôn, cái tôi chuyển lại, cái giờ thành hồi máu luôn, trời ơi. Ui, quỷ ra đời nó, sao quỷ ra đời nó không có thông thạo luôn vậy? Này ở đâu vậy? Này người nước ngoài anh em, sao nó không có thông thạo rồi nó cũng không có khung vậy? Kai Sa hay Sa Gia thì Sa Gia đi đường sẽ win. Nếu mà xét về một con tướng thì Sa Gia đi đường mạnh hơn Kai Sa. Còn combat thì kỹ năng à. Tôn hả? Sao này lô cao ấy? Nó không có khùng, nó cũng không có thông thạo luôn, cái này là nít elo cao rồi, là nó có cái gì đó rồi, não thật đấy. Rồi tới anh em ơi, dí dữ vậy, dí dữ vậy, dí dữ vậy. Ồ sao nó quýt tơ tinh quá vậy anh em. Ôi 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 ôi, má nó tuần hả? Nãy tuần em ơi, một ở tuần hai là nó đánh đỉnh. Chứ nhìn nó bắn vậy là nó không phải bình thường được. Nhìn nó nhấp trụ là này nó biết chơi á. Là nó tuần. Trời ơi, má nó tuần. À, nó tuần không que được luôn á. Ok, chạy đi. Wow, nhanh tay thế. Trời ơi, con két nó. Không được. Cái đậu xanh nó tuôn. Như tôi có cái chích anh em à, tôi có cái chích nó tôi nhưng mà mình vẫn dính xài chiêu, xài dính chiêu á. Để xíu tôi thử coi. Hôm bữa tôi thử được, hôm nay thử không biết được không. Má là tôi nát. Chạy ra con xíu anh đúp đỉnh nha mày.
Ê da, xì ba. Nó tìm tụi nó cứ quýnh lộn hoài ta. Không biết quýnh vì điều gì cũng quýnh nữa. Cái đụng là trụng thôi. Holy shit. Loạn vãi. Trời, tôi nói má quýnh hoài luôn á trời. Quýnh ra chưa hồi rồi chưa giờ hết quýnh tiếp. Gì vậy? The fuck. Oh, thôi giải tán. Ê. Oh, chết. Quýnh lộn. Chết quýnh lộn. Chết quýnh lộn. Điên hết. Nên nhớ like subscribe cho đó nha. Lại subscribe nhé, lại subscribe nhé anh em. Bê Thiên đã uy scan 10.000 đồng. Và đó là Slayer. Cảm ơn Thiên nha. Cảm ơn Thiên.